Xin chào mọi người và dạ hôm nay là sinh nhật của con trên đây con đi Phan Thí. Chúc con gái yêu luôn mạnh khỏe. Và chúc mọi người chúc ước nguyện nha. Trời ơi, ước nguyện đi. Ước gì ước đi Minh lên hôm nay Minh. Ước nguyện đi. Ước gì đó. Rồi ok, mở đèn lên trong mở đèn lên nhau. Bắt đầu nha. Rồi bắt đầu từ từ khoan nha, kiếp hỏi ra, hỏi đi. 1 2 3 Happy birthday chú vô. Happy birthday chú vô. Mở đèn lên nhau. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday chú vô. 22 tháng 8 đó là ngày sinh nhật của bé Emily Nhã Uyên. Và ngay bây giờ xin mời tất cả các bạn nhỏ cùng với quý vị phụ huynh đang có mặt ở đây, chúng ta sẽ cùng hô thật lớn với nhau là Happy Birthday nha. And now everybody please say DJ and music. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng hô thật lớn, play MC hô DJ, chúng ta sẽ cùng hô music để nhạc Happy Birthday cùng lên nha. Và DJ, và chúng ta sẽ cùng hô Happy Birthday cùng với nhau nha. 1, 2, 3 Happy Birthday. Đây, và xin mời Emily Nhã Uyên con sẽ lên trên này. Đúng rồi, và con có thể quay xuống để vẫy tay chào tất cả mọi người ở đây được không? Mừng cho bé Nhã Uyên năm nay 7 tuổi nha. Và xin chúc cho Nhã Uyên sẽ luôn xinh đẹp, học giỏi, vâng lời ba mẹ và ăn ngon chóng lớn nha. Và xin cảm ơn tất cả quý vị đã tham gia chương trình Kids Disco nhảy cùng bé ngày hôm nay. Để có quay được không đấy?
bé muốn vơi. Cô đang rửa mặt chị luôn không? Dạ, ở đây bà Tuấn lên cho nó cái má nó nhúc lên. Lại nhúng mắt xa con nghe xa. Tới xa, tới xa, tới xa nè, tới xa. Nó thấy chưa chị? Tới xa. Rồi, nằm xuống. Thế là mình cứ thể bơi được rồi. Đó, nó tự đỡ rồi. Rồi, bà xa chưa. Xuyên chưa? Bà Tư đỡ nè, bà Tư đỡ nè. Thấy chưa? Lỡ đây bà Tư rồi, nó bảo thủ khi nào mới ra nè. Em Ly, Nhã Uyên, Sức Di Sò Việt Nam. Thì bây giờ mọi người sẽ theo mình tìm đi xa và đi đi thôi nha. Để coi em phun. Sẽ hả là hô tên này xa. Trốn đi đâu định không hô tên hả? Hóa ra là ngồi ở đây. Giờ sao nói nhà Việt Nam, nó đi Việt Nam. Việt Nam. Lisa, 4 tuổi, Việt. Việt Nam. Nam. Giỏi. Đây mà ngồi gói tắt lại nè. Thấy chưa, mọi người thấy em mình chưa? Em mình rất là giỏi nha. Bây giờ mình cùng nói với em mình luôn nha. Em Ly Nhã Uyên, Sức Di Sô Việt. Cặp cái micro nói xin chào mọi người. Bây giờ em Ly Nhã Uyên, Sức Di Sô Việt Nam. Em Ly Lisa Việt. Việt gì? Việt Nam. Đúng rồi, Việt gì? Việt gì? Việt gì? Giỏi quá. Bởi mọi người có thấy chưa, em rất là lành. Và sao cho muốn sao
bây giờ mọi người cùng theo chân mình để đi về về đất Sài Gòn nhé. Rồi ngày mai chúng ta nghỉ một bữa nhà, rồi ngày mai nữa chúng ta đi Đà Lạt. Rồi sắp xếp bà giữ em Lisa để coi có gì quê thăm ghệ không. Rồi sắp xếp sao rồi đi Vũng Tàu. Mình nghĩ tới cuối tháng lận nha. Bây giờ mọi người theo chân mình để tìm một trò chơi nha. Khi mọi người đang coi chip, mọi người làm hành động theo chip nha. Thì đây là một bé Lisa rất dễ thương. Sao không có vợ váy hay. Rồi mọi người bật từ nha. Mọi người bật bản nhạc là bản nhạc đi sao thích nhất. Nước gì à? Cầu nước không? Việt Nam. Nè. Bài mà Đoàn Quân Việt Nam đi xung lòng cô quát hướng đi gần và cởi in màu trên thân màn nguồn nước. Ta chỉ biết tới đó thôi. Thì mấy khúc sao ta không biết. Nhưng mọi người ơi, ở đây rất kẹt một cái cầu thang, để mình khi là thang máy không chạy thì mình đi cầu thang. Còn bên đây chỉ có thang máy hư thì mình sẽ đi qua đây. Mình đi sao ơi? Ủa sao đi thang máy má? Rồi bây giờ là kết thúc chuyến đi chơi rồi, gia đình Hương sẽ đi về. Bye bye, hẹn gặp mọi người ở video sau. Mọi người nhớ nhấn đăng ký kênh YouTube cũng như là nhấn like nha. Rồi Hương sẽ cập nhật tiếp ở chuyến đi chơi sau cho mọi người. Bye bye.